Hello mọi người. Mọi người biết mình chị một con người rất là lười tập thể dục và bây giờ là mình đã biết được điểm yếu. Đây nha mọi người. Này, trời ơi, polymer thơm lắm. Bây giờ là mình sẽ lấy cái này ra mình khều có con người mà lười tập thể dục. Đố mà không dám tập từng này polymer thì tiếc lắm nên là phải làm sao mà lấy lại được cái số tiền này thôi. Bây giờ là mình sẽ cứ một ngày không tập là mình sẽ rút ra một tờ để xem có chịu tập hay không nha mọi người. Giờ trong tay cầm tiền đã gì đâu luôn á mà cũng mệt. Bây giờ mình sẽ cất thôi, bỏ túi. Cứ ngày nào không tập là mình sẽ được một tờ. Trời ơi, làm ra tiền dễ ghê á. Rồi, cất thôi. Chứ không là biển trộm mất thiệt. Số tiền này là hết vụ được tập thể dục luôn. Rồi. Đây. Nói là phải làm liền. Chứ không là mất cái đống này thì sao mà cam chịu được đúng không mọi người. Ít ỏi gì đâu, trời ơi thơm lắm. Cố lên nha. Nó đang đợi nè, không có cánh nó bay đó. Người thì như con mắm vậy đó mà kêu tập thể dục rất là lười mọi người ơi, chả treo lắm. Lúc thì hả kêu hả ra đường tập nắng, lúc thì chưa tới giờ. Bây giờ thì kêu hả giãn cách người ta không cho đi ra ngoài thì cũng đúng. Đúng. Nhưng mà kêu tập ở nhà thì kêu là chật chội lắm mà cái phòng này thấy chưa mọi người. Đây. Cái phòng rộng thanh thang. Thanh thang như vậy chứ được cả chục người kêu chật chội tập không có được. Đây và cuối cùng chỗ này thì rộng thanh thang chui vô trong góc tập gì vậy trời. Đó là cái con người chả treo nhất quả đất này đó. Bởi vậy lấy ra cái này uy hiếp, ăn hiếp là được rồi. Nhờ sao? Cứ một ngày là một tờ nha, lười một ngày một tờ nha. Cho trừ cái thói lười. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tập tiếp đây. Mình cứ đà đó mà làm thôi. Lười cứ ngày cạch. Sướng gì đâu luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem. Ở chỗ mình ở có hai cái xe cảnh sát đi hết.